Sáng 15 tháng 1 năm 2024, Quốc hội khai mạc kỳ họp bất thường thứ 5, Quốc hội khóa 15. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tham dự phiên khai mạc. Từ 7 giờ 30 phút, Quốc hội đã họp phiên trù bị để thảo luận và biểu quyết thông qua chương trình kỳ họp. Theo chương trình, tại kỳ họp bất thường diễn ra từ ngày 15 đến 18 tháng 1, Quốc hội sẽ xem xét thông qua 4 nội dung gồm luật đất đai sửa đổi, luật các tổ chức tín dụng sửa đổi, dự thảo nghị quyết về một số cơ chế chính sách đặc thù, tháo gỡ khó khăn vướng mắt để nhanh tiến độ thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia và phân bổ vốn đầu tư công từ nguồn dự phòng. Ngay sau phiên khai mạc, Quốc hội sẽ dành buổi sáng để thảo luận về luật đất đai sửa đổi, buổi chiều sẽ thảo luận về luật các tổ chức tín dụng sửa đổi. Trong ngày 16 tháng 1, Quốc hội sẽ thảo luận hai nội dung còn lại. Quốc hội sẽ nghỉ một ngày 17 tháng 1 để tiếp thu ý kiến các đại biểu trước khi họp phiên bế mạc để thông qua các dự thảo luật, nghị quyết vào sáng 18 tháng 1. Với dự thảo luật đất đai sửa đổi, theo thông cáo được Tổng thư ký Quốc hội gửi tới báo chí, sau khi được tiếp thu, chỉnh lý, dự thảo luật trình Quốc hội tại kỳ họp bất thường thứ năm gồm 16 chương 260 điều, bỏ 5 điều, sửa đổi bổ sung tại 250 điều so với dự thảo luật trình Quốc hội tại kỳ họp thứ sáu diễn ra vào cuối năm 2023. Ông Bùi Văn Cường là Tổng thư ký Quốc hội cũng cho hay, tới nay, sau 3 kỳ họp, các cơ quan hữu quan đã thống nhất chỉnh lý, hoàn thiện 17 nội dung trong dự thảo luật đất đai. Cụ thể, các nội dung đã được thống nhất gồm nội dung quy định về quyền và nghĩa vụ về sử dụng đất của người Việt Nam định cư ở nước ngoài, về không mở rộng phạm vi nhận chuyển quyền sử dụng đất của tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, về thu hồi đất thực hiện dự án nhà ở thương mại, dự án hỗn hợp nhà ở và kinh doanh thương mại dịch vụ, về các loại đất thực hiện dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất ngoài ra còn có nội dung về cấp giấy chứng nhận cho hộ gia đình cá nhân đang sử dụng đất không có giấy tờ về quyền sử dụng đất về nội dung phương pháp định giá đất và trường hợp điều kiện áp dụng từng phương pháp về đối tượng được sử dụng đất quốc phòng an ninh kết hợp với hoạt động lao động sản xuất xây dựng kinh tế quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp quân đội công an khi sử dụng đất quốc phòng an ninh kết hợp với hoạt động lao động sản xuất xây dựng kinh tế với luật các tổ chức tín dụng sửa đổi, Tổng thư ký Quốc hội thông tin, sau khi được tiếp thu chỉnh lý dự thảo luật trình Quốc hội tại kỳ họp bất thường thứ năm, gồm 15 chương, 210 điều, tăng 7 điều so với dự thảo luật trình Quốc hội tại kỳ họp thứ sáu. Những thông tin liên quan kỳ họp Quốc hội bất thường lần thứ năm Quốc hội khóa 15 sẽ được cập nhật liên tục tại địa chỉ thanh vn và trên kênh YouTube Báo Thanh Niên. chúng tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất đăng ký kênh youtube báo thanh niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn